Subaru Ascent mẫu SUV với cấu hình 7 chỗ hoặc 8 chỗ, nhiều khả năng về Việt Nam trong năm sau. Một số tư vấn bán hàng đại lý đã tiết lộ sớm về điều này, tuy nhiên, phía đại diện thương hiệu chưa công bố hay xác nhận bất cứ thông tin nào về việc Ascent sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Ascent từng một lần lỡ hẹn về Việt Nam vào năm 2021. Năm 2020, đơn vị phân phối Subaru từng tiết lộ về việc cho ra mắt Ascent vào năm sau đó, và xe được nhập khẩu từ Mỹ chứ không phải nhập Thái Lan như Forester. Hiện chưa rõ những chiếc Ascent sắp tới về nước có phải xe nhập Mỹ hay không. So với Ascent từng được lên lịch về Việt Nam vào năm 2021, mẫu xe ra mắt trong năm 2024 là bản nâng cấp lớn. Sự thay đổi ở ngoại hình đến từ cụm đèn chiếu sáng trước góc cạnh tương tự Forester mới, lưới tản nhiệt lớn hơn, đèn hậu LED dạng boomerang cũng gần giống đàn em Forester. Outback như bản phóng to của Crosscheck, còn Ascent lại như một Forester khổng lồ. Cũng giống như nhiều xe Subaru khác, Ascent có nhiều chi tiết nhựa đen sần ở thân xe hơn bản cũ. Thiết kế nội thất Ascent mới quen thuộc với những ai đã sử dụng xe Subaru do không thay đổi nhiều so với các mẫu khác. Bảng điều khiển như kết hợp giữa màn hình 11,6 inch đặt dọc giống Outback với màn hình phụ hiển thị nhiều thông tin vận hành giống Forester. Vô lăng, đồng hồ cũng gần như bê nguyên từ Forester sang. Ascent có các tùy chọn 8 chỗ ngồi với hàng hai bố trí 3 ghế, hàng cuối xếp 3 ghế, hoặc 7 chỗ ngồi với hàng hai bố trí 2 ghế tách rời, hàng cuối vẫn xếp 3 ghế. Hiện chưa rõ cấu hình nào sẽ được bán tại Việt Nam. Động cơ Ascent 2024 không thay đổi so với bản cũ, vẫn là máy 2.4 lít tăng áp, công suất 260 mã lực, mô men xoắn 375 Nm, kết hợp số vô cấp giả lập được 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe có chế độ địa hình XMODE, khoảng sáng gầm 221mm. Gói công nghệ eSight không thể thiếu trên một mẫu SUV lớn nhất của Subaru. Gói an toàn này có các tính năng nổi bật như cảnh báo điểm mù, báo phương tiện cắt ngang khi lùi, báo và duy trì làn đường, ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động. Việc bổ sung Ascent và Crosscheck trong năm sau sẽ làm dày hẳn dài sản phẩm SUV crossover của Subaru tại Việt Nam. Nếu như Crosscheck cạnh tranh phân khúc của Kia Seltos, Hyundai Creta, thì Ascent ngang hàng với Ford Explorer, Volkswagen Teramont. Các phân khúc xe trải dài từ hạng B tới hạng DE. Giá Subaru Ascent chưa được tiết lộ nhưng sẽ khó dưới 2 tỷ đồng, bởi mẫu xe xếp dưới là Outback đã có giá hơn 2 tỷ đồng. Trong phân khúc này, Explorer nhập Mỹ có giá 2,399 tỷ đồng, Teramont nhập châu Âu có giá 2,499 tỷ đồng. Nếu Ascent cũng được nhập Mỹ, giá xe có khả năng ngang hoặc đắt đỏ hơn đối thủ.